ngoài xa. Và Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang đến với phần tin Việt Nam thành đến tỉnh. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thiện Hạnh. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh là bản tin cho biết nữ phó giám đốc cùng cha và chồng chiếm đoạt của các ngân hàng gần 200 tỷ đồng. Sáng ngày 19 tháng 9, tòa án tại thành phố Cần Thơ đã tuyên phạt Trần Thị Phương là cựu giám đốc ngân hàng VietinBank 4 năm tù cùng 3 đồng phạm khác đều làm việc tại ngân hàng này. Các bị cáo nói trên bị tuyên phạt cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt các bị cáo thuộc công ty An Khang cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, công ty An Khang thành phố Cần Thơ được thành lập vào năm 2004. Trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2011, công ty hoạt động không hiệu quả, thể hiện lỗ năm sau cao hơn năm trước. Để duy trì hoạt động của công ty này và chi tiêu cho mục đích cá nhân, cựu phó giám đốc công ty đã vay tiền của nhiều người với lãi suất cao để có vốn kinh doanh. Nhưng do quản lý kém và tình hình xuất cảng thủy sản gặp khó khăn dẫn đến mất khả năng thanh toán để có tiền trả nợ và duy trì hoạt động, Sương đã chủ mưu cùng với cha, chồng và các nhân viên với nhiều thủ đoạn gian dối, lập khống hồ sơ thế chấp cho nhiều ngân hàng chiếm đoạt hơn 98 tỷ đồng và hơn 4,2 triệu Mỹ Kim. Lợi dụng chính sách ưu đãi trong tín dụng đối với xuất cảng thủy sản của các ngân hàng, những người này đã giúp sức tích cực cho Sương dựng khống việc thu mua nguyên liệu, kê khai khống về hàng hóa thành phần tồn kho, làm giả các hồ sơ xuất cảng hàng hóa và xen lẫn một số hồ sơ có tài sản thật để thế chấp ngân hàng vay tiền và chiếm đoạt. Thưa quý vị, một bé trai 3 tuổi ở Đà Nẵng đã tử vong sau khi ăn bánh bao. Vào ngày 19 tháng 9, bác sĩ Trần Thị Hoàng là phó giám đốc của Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng cho hay, nguyên nhân khiến bé trai 3 tuổi vừa tử vong tại bệnh viện được chẩn đoán là do bị viêm dạ dày ruột cấp. Theo bác sĩ Hoàng, vào tối ngày 15 tháng 9, bệnh viện này tiếp nhận cháu Bảo Long 3 tuổi, ngụ tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, được chuyển từ trung tâm y tế quận Sơn Trà qua có triệu chứng nôn mửa. Vào khoảng 11 giờ tối, bé Long tỉnh lại và được người thân cho uống sữa. Tuy nhiên, đến khoảng 1 giờ sáng ngày 16 tháng 9, thì bệnh nhi có dấu hiệu mệt mỏi. Tại phòng hồi sức, các bác sĩ phát hiện trong đường thở của bé có tràn dịch. Đến 2 giờ sáng cùng ngày thì bệnh nhi tử vong. Liên quan đến vụ việc, người thân của nạn nhân cho biết, bà nội của bé Long từ quê vào Đà Nẵng chơi, lưu trú tại khách sạn trong thành phố, nên đón bé đến ở lại. Vào chiều ngày 15 tháng 9, hai bà cháu đã xuống sảnh khách sạn mua một bánh bao từ người bán dạo để ăn. Bé Long ăn một nửa và bà nội ăn nửa còn lại. Khoảng 1 giờ sau, cả hai xuất hiện triệu chứng nôn ói, đau bụng, mệt mỏi, được đưa đi cấp cứu thì xảy ra chuyện đau lòng. Bà Nguyễn Thị Phương là bà nội của bé Long cho biết, hai bà cháu chỉ ăn bánh bao mua trước sảnh khách sạn và không ăn gì khác. Nghi vợ ngoại tình, một người đã sát hại vợ rồi tự tử. Ngày 19 tháng 9, Tòa án tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Anh Tiến, 27 tuổi, ngụ ở xã Thuận An, Đắk Nông, tù chung thân về tội giết người. Theo cáo trạng, năm 2013, Tiến kết hôn với chị Thương ngụ cùng xã và có với nhau một con trai. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, giữa Tiến và chị Thương thường xảy ra mâu thuẫn, nên nạn nhân viết đơn xin ly hôn và chuyển về sống với bố mẹ. Trong thời gian này, Tiến đã nhiều lần tìm gặp, đề nghị vợ quay về, nhưng chị Thương không đồng ý. Nghi ngờ vợ mình ngoại tình nên rạng sáng 22 tháng 6 năm 2018, Tiến đến gần nhà bố mẹ vợ để theo dõi. Khoảng 8 giờ cùng ngày, thấy chị Thương đang đẩy xe máy, Tiến chạy đến hỏi nhưng chị này không trả lời. Tiến liền lao đến đánh chị Thương rồi cầm dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Chị Thương được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong. Sau khi gây án, Tiến bỏ trốn rồi dùng dao cắt tay để tự tử nhưng được người dân phát hiện kịp thời. Xe 7 chỗ lao vào quán nhậu làm cho 6 người bị thương. Thưa quý vị, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ tối ngày 19 tháng 9, sau khi ngồi ăn nhậu cùng với bạn ở quán Phố Nướng thuộc phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh với bạn bè xong, một thanh niên đã rời quán lên xe hơi để về nhà. Trong lúc thanh niên này đang cho xe rời khỏi quán, bất ngờ chiếc xe rồ ga lao thẳng vào phía bên trong của quán. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến cho nhiều thực khách đang ngồi ăn nhậu trong quán không kịp bỏ chạy, bị xe hơi 7 chỗ đâm văng ra hai bên. Hậu quả là 6 thực khách bị thương, nhiều thực khách đã bị một phen hoảng hốt. Chủ quán và những khách hàng khác may mắn thoát nạn, ngay sau đó đã đưa các nạn nhân bị thương vào bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh để cấp cứu. Tại hiện trường, nhiều bàn ghế và đồ đạc trong quán nhậu bị gãy và văng tứ tung. Xe hơi 7 chỗ hư hỏng nặng phần đầu. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Kỳ Anh đã đến hiện trường để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Bước đầu, cơ quan công an xác định người điều khiển xe gây tai nạn là anh Hoàng Hữu Đạt, 21 tuổi, trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
cây ngã đè chết hai mẹ con đang ngủ tại An Giang. Rạng sáng 18 tháng 9, anh Nguyễn Tấn Tài cùng vợ và hai con nhỏ đang ngủ trong căn nhà ở xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Bất ngờ, cây me tây đã bật gốc đè ngang căn nhà. Ngôi nhà tạm bằng gỗ lợp tôn diện tích gần 20m² đã bị sập. Người mẹ và con trai 3 tuổi bị cây đè tử vong. Anh Tài cùng con gái 8 tuổi được người dân kéo ra khỏi đống đổ nát, bị xây xát nhẹ. Cơ quan chức năng sau đó đã đến hiện trường để dọn dẹp và điều tra nguyên nhân khiến cây cổ thụ bật gốc. Cơ quan chức năng xác định do nhiều ngày qua tại địa phương này có nhiều mưa cộng với nước lũ lên cao làm nền đất mềm yếu khiến cho cây cổ thụ bật gốc. Sau khi nghe tin, người thân, bạn bè và những người dân xung quanh đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 11 triệu đồng, sửa phần nhà bị sập. Nhiều người cũng giúp đỡ 40 triệu để người chồng lo hậu sự cho vợ và con sớm ổn định lại cuộc sống. Trong khi đó thì đã tìm thấy thi thể bé trai mất tích ở Phú Quốc. Vào chiều ngày 19 tháng 9, chị Huỳnh Thị Cẩm Tú, 35 tuổi, là mẹ của bé trai mất tích ở Phú Quốc, đã làm thủ tục để đưa thi thể con trai là Hồng Khánh Toàn, 10 tuổi, về quê để lo hậu sự. Vào sáng cùng ngày, thi thể của bé được tìm thấy ở Bún Gội, xã Cửa Dương, Phú Quốc, Kiên Giang, cách nhà trọ của chị Tú thuê khoảng 5km. Cô giáo chủ nhiệm của em Toàn đau lòng cho biết thi thể của bé trong quá trình phân hủy trôi xuống cống thoát nước. Còn xe đạp của Toàn thì ở đầu cống thoát nước. Có thể bé bị ngã xe nên thiệt mạng. Vào chiều của 4 ngày trước, Toàn được xin nghỉ học nên xin phép cha mẹ đi chơi bằng xe đạp. Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy em về nhà trọ nên vợ chồng chị Tú báo công an và đi tìm khắp nơi nhưng không gặp. Nhận được tin báo từ gia đình của nạn nhân, giới chức của xã Cửa Dương đã huy động công an phường phối hợp với cùng nhiều người dân đi tìm Toàn suốt nhiều ngày đêm nhưng không có kết quả. Vào trưa ngày 19 tháng 9, những người trong xóm trọ nơi chị Tú thuê ở đã phát hiện thi thể của bé. Khu du lịch suối nước nóng 8 tỷ bị bỏ hoang hơn một chục năm ở Kon Tum. Thưa quý vị, suối nước nóng Đắc Tô nằm ở xã Kon Đào, cách trung tâm thị trấn Đắc Tô, tỉnh Kon Tum khoảng 8km. Năm 2006, nơi này được đầu tư thành khu du lịch, chế biến nước khoáng với tổng vốn đầu tư dự kiến 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi mới xây dựng được nửa chừng thì chủ đầu tư đã bỏ dở. Ở lối ra vào là cổng chào được xây như một thành lũy, nay đã hoang tàn, nhuốm màu rêu phong. Chủ đầu tư đã xây một số công trình như hồ lắng, bồn tắm, bể chứa và nhà nghỉ. Hiện những hạng mục này đã hư hỏng, trơ rọi giữa đồng cỏ hoang. Cạnh đó, con suối nước nóng chảy men theo bờ ruộng triền núi, đoạn chảy qua khu du lịch khá hẹp do bị chặn một phần. Rải rác quanh suối là hơn chục bồn tắm bỏ không, có nhiều bồn vùi trong đất hoặc bị cây bụi che lấp. Cây cầu bắc qua con suối nước nóng cũng bị hư hỏng, cây cỏ giăng khắp nơi. Người dân cho biết hồi mới xây dựng thì có khách đến tham quan tắm nước nóng nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Theo lãnh đạo của huyện Đắc Tô, sau khi được phép đầu tư, chủ đầu tư hoàn tất đền bù và xây dựng một số hạng mục. Tuy nhiên, sau một thời gian không hiểu sao công ty này lại không tiếp tục đầu tư. Huyện này đã tiến hành kiểm tra thực trạng và mời doanh nghiệp này lên làm việc nhưng không thấy hồi âm. Thưa quý vị, một cựu giáo viên tiểu học buôn ma túy đã bị tuyên tử hình. Vào ngày 19 tháng 9, Tòa án Nhân dân của tỉnh Nghệ An đã mở phiên sơ thẩm xét xử Tho Tạo Sáu, 43 tuổi, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sáu nguyên là giáo viên của một trường tiểu học huyện Quế Phong. Theo cáo trạng, vào ngày 22 tháng 4, Sáu đã nhận điện thoại của một người đàn ông quốc tịch Lào không rõ danh tính, đã đặt vấn đề tới xã Châu Thôn, huyện Quế Phong để giao dịch ma túy cho khách vì người này không biết nói tiếng Việt. Vào sẩm tối cùng ngày, Sáu đã bắt xe ôm tới điểm hẹn và được người đàn ông Lào đưa cho 400 Mỹ Kim tiền công. Khi xe của khách mua ma túy chạy tới, người đàn ông nói Sáu xách ma túy lại gần xe thì bị cảnh sát xuất hiện và khống chế. Người mang quốc tịch Lào đã nhanh chân chạy thoát. Nhà chức trách xác định số ma túy mà Sáu tham gia mua bán là 15 bánh heroin và 7 kg ma túy tổng hợp. Hội đồng xét xử cho rằng việc Sáu đi giao dịch ma túy đã được bản thân anh ta biết từ trước. Chính anh ta là người đưa số ma túy nói trên cho đối tác. Kết thúc phiên xử, hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Sáu là mức án tử hình. Tin từ Gia Lai, gỗ lậu tập kết ngay bên đường, lực lượng bảo vệ rừng không hay biết. Sáng 19 tháng 9, theo thông tin ghi nhận tại địa phận xã Con Chiên, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai, lại có tình trạng phá rừng. Trao đổi với phóng viên báo chí, một người dân cho biết thêm, sáng sớm cùng ngày, một đoàn lâm tặc vác theo cưa máy và có những chiếc xe máy đi vào rừng để đốn gỗ. Khoảng 3 giờ chiều, đoàn xe này chất đầy gỗ nối đuôi nhau chở ra bán. Tại hiện trường, những chiếc xe máy chở gỗ lậu chạy bạt mạng từ trong rừng.
Điều đáng nói là những tên lâm tặc dễ dàng qua mặt trạm quản lý bảo vệ rừng Đắc Ó thuộc công ty Khong Chiêng. Sau khi bám theo một đối tượng lâm tặc, phóng viên phát hiện địa điểm họ tập trung gỗ từ rừng về. Điều đáng nói là địa điểm tập kết gỗ nằm ngay bên đường. Lâm tặc chở gỗ đến đây, bán cho đầu nậu một cách công khai. Gỗ sau khi được đầu nậu thu mua, số còn lại bị vứt ngổn ngang ở hai bên đường. Chỉ cần đi qua khu vực này, ai cũng có thể phát hiện. Tuy nhiên, điều lạ lùng là lực lượng bảo vệ rừng lại không hề hay biết. Chiều cùng ngày, phóng viên liên lạc với ông Nguyễn Long Sơn, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Mang Giang để phản ánh thông tin. Tuy nhiên, ông này hờ hững nói, tôi đang đi công việc bên ngoài để lúc khác làm việc. Phản ánh với giám đốc công ty Khong Chiêng thì được vị này cho hay, chưa bao giờ nghe báo cáo về vụ việc, tuy nhiên ông sẽ cho người kiểm tra. Thưa quý vị, căn cầu 30m đổ sập tại một công trình xây dựng không phép. Giới chức của phường 3 quận Gò Vấp thành phố Sài Gòn thông tin, vào lúc 10 giờ rưỡi ngày 19 tháng 9, phường 3 đã tiếp nhận tin báo về xe cần cẩu đổ ra đường tại đường Phạm Văn Đồng của phường 3 quận Gò Vấp thành phố Sài Gòn nên đã chỉ đạo lực lượng đến hiện trường để xử lý. Tại đây, tài xế lái xe cần cẩu cho hay trong quá trình di chuyển đã bị sụt lún bánh nên khiến xe cẩu cùng với cần cẩu đổ xuống đường. May mắn sự việc không gây thương vong về người. Người này cho biết thêm, công trình trên xây dựng không phép nên đã bị lực lượng chức năng phát hiện và yêu cầu dừng thi công. Cụ thể, vào ngày 17 tháng 9, đoàn kiểm tra đã kiểm tra công trình trên. Công trình này do công ty cổ phần sản xuất thương mại và tư vấn PM làm chủ đầu tư. Tại thời điểm kiểm tra, công trình đã thi công xong phần móng. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng và đã bị đình chỉ thi công toàn bộ công trình. Sau khi bị đình chỉ, công ty thi công đã cho di dời cần cẩu dài 30m ra khỏi công trình. Trong lúc thu hồi chân đế trụ cần cẩu thì xảy ra tình trạng sụt lún khiến cho cần cẩu bị nghiêng và đổ ra đường, gây mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực nêu trên. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam Thành đến tỉnh cùng với Thiện Hạnh và Hoài Sa. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.